mỹ diệu cũng vậy. Ở đây ai fan mỹ diệu nè, thì mỹ diệu cũng có một cái, mình nhớ là mỹ diệu cũng có một cái tháp mèo nhưng mà hình cái dừa. Mọi người xem cái video đó vô, trời ơi hài lắm luôn á mọi người. Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ở đây thì hiện tại Nhi đang ở trong cái căn phòng gọi là phòng ngủ của Nhi, bởi vì trong cái căn phòng này toàn là nội thất ngủ thôi mọi người ạ. Cái mùa nào mà có phòng ngủ là mình đều tốn vào cái căn phòng này hết nha. Và thực sự là những cái mùa phòng ngủ trong gameplay rất là xinh đúng không mọi người? Thì có vẻ như cái đợt PvP Pass đợt này cũng là một cái mùa phòng ngủ mới nữa, để mình cho mọi người xem ha. Đây thì đây chính là cái mùa PvP Pass mùa này, tên là mùa trùm chăn là an toàn nhất. Thì mọi người thấy không, là cái nhân vật của chúng ta sẽ được trùm một cái chăn mà kiểu như mỗi lần mà mình mùa đông á, mình muốn núp vô trong chăn mà đọc truyện, mình xem phim á mọi người. Trời ơi, cảm giác đó rất là hạnh phúc luôn đúng không? Thì đây, cái mùa này chính xác là cái mùa trùm chăn đó đây. Đó, thì mùa này chúng ta cũng sẽ có, ủa hình như là thú cưng thì phải mọi người à, thú cưng. Bữa nay kiểu mấy cái mùa PvP Pass mà chủ đề về phòng ngủ á, là nó hay cho thú cưng kiểu là độc quyền lắm nha. Trước khi mà cùng với mọi người unboxing hết tất cả những cái món ở trong gói này thì chúng ta cùng xem là gói này có gì đã chứ. Chúng ta sẽ có một cái con mèo béo, một cái chăn trùm người, một cái mặt mèo béo, một cái bánh xe mèo, cái này chắc là đồ chơi cho mèo á, giường mèo, ủa giường mèo chứ mình không có giường hả? Ủa là trời, cái mùa này là nó trá hình cho mình thôi chứ thực ra là cho mèo nha. Toàn đồ của mèo nè mọi người ơi. Rồi xong luôn ba, mình thành con sen chính hiệu luôn. Ok, bây giờ thì mình phải cùng với mọi người nhận những cái đồ ở trong hộp thư trước. À, ở đây có hộp vịt hôm nay nè. Hộp đây là hộp đăng nhập nha. Một kim cương, wow. Mình cũng sẽ được nhận 200 kim cương cho vé VIP Pass đợt này luôn. Nhận 200 kim cương trước nè. Rồi, những cái vé VIP Pass ha. Xem, ok. Có VIP Pass rồi, bây giờ nhận 3 ngày để vương miệng để có thể nhận hết tất cả những cái món này một lần nha. Ta-da. Ok, còn gì nữa không nhờ? Trong cửa hàng thì hôm nay không có gói gì mới hết. Với cả là mình cũng hết cái vé tím rồi nên là mình không có mở cái hộp vịt vũ trụ được. Ok, bây giờ mình sẽ vào mở luôn cái gói VIP Pass cho mọi người ha. Alo alo, nếu như bạn quan tâm thì Nhi có một cái shop nhỏ trên TikTok Sư Nhi Trang. Ở đây Nhi bán đồ dùng học tập cũng như là một vài món đồ dễ thương. Bạn nào muốn ủng hộ tôi thì có thể bấm như trên màn hình ha. Ở đây cùng trở lại video thôi. Đầu tiên là một bé thú cưng, mèo béo. Trời ơi, đây là cái chủ đề của mèo béo mọi người ạ. Thật ra là mọi người chỉ là trá hình cái gói khăn trùm ấm gì đó thôi. Nhưng thật ra mèo béo là nhân vật chính của cái gói này nha. Lười biếng nhưng đáng yêu nên không ghét nổi. Nhưng mà cái mặt nó hơi quạo nha mọi người. Nó cũng không phải trắng muốt hết nha mọi người. Cái phần tai bên phải với là cái phần đuôi á là nó màu xám ha. Mắt thì nó màu xanh. Ok, cái gói này là dành cho mình nè. À cái món này, khăn trùm toàn người đúng không? Chăn trùm người, ở ngoài chăn nguy hiểm lắm, khờ khờ. Ôi là trời, ở ngoài chăn nguy hiểm cái gì vậy ba? Nhưng mà phải công nhận là cái gói chăn này nó cưng ha, nó kiểu như cục mít dễ mọi người. Ok, nhưng mà cái mặt nó hơi quạo nè. Mặt này nó quạo không thua gì cái mặt con mèo luôn á. Mặt mèo béo buồn ngủ ơ, đây cosplay con mèo béo luôn mọi người. Buồn ngủ quá, tôi chỉ dạy để cho mèo ăn thôi. Ồ, buồn ngủ nhưng mà vẫn dạy cho mèo ăn nha. Đúng là con sen chính hiệu. Phải trao danh hiệu cho con sen thôi. Bánh xe mèo, cái này là cho thú cưng cần giảm cân. Ở nhà mình cũng có một chú chó kiểu nó hơi bé phì xíu á mọi người. Nên là gặp tới mấy cái đồ mà cho thuốc cân giảm cân mình, tự nhiên mình nhột dùm con chó nhà mình ghê. Ok, giường mèo béo. Cái giường này là thực ra ban đầu mình tưởng á là dành cho mình, nhưng hình như nó dành cho mèo béo thôi mọi người ơi, nó không dành cho mình. Nghỉ ngơi trong niềm hạnh phúc được ở cùng mèo ngoan. Ủa vậy là giường của mình hay giường của mèo vậy? Không biết nữa, lát mình xem nha. Nhưng mà cái tháp mèo này chắc chắn là của mèo nè. Ủa, cái tháp mèo này kiểu như bạn nào mà nuôi mèo xịn xịn một xíu á thì hay có mấy cái mô hình đồ chơi hả, mấy cái tháp đó đó. À, mỹ diệu cũng vậy. Ở đây ai fan mỹ diệu nè, thì mỹ diệu cũng có một cái, mình nhớ là mỹ diệu cũng có một cái tháp mèo nhưng mà hình cái dừa á. Mọi người xem cái video đó vô, trời ơi hài lắm luôn á mọi người. Đây, kệ leo trèo, ui kệ leo trèo tượng cho mèo, cái này xịn nè. Mèo nhà tôi hơi béo nên khó mà leo trèo được. Ủa, mua cái kệ leo trèo tường cho mèo nhưng mà mèo không leo trèo được rồi về ai leo, mình leo hả? Ok, câu giấy thả mèo béo nè. Mèo này nó hơi kỳ, nằm xuống một lần là không dậy nổi nữa. Thiệt hả, thảm gì nó có sức hút dữ vậy. Giấy dán tường mèo béo nè, cái này là sẽ biến cái căn phòng của mình nó thành một màu hồng hồng mèo luôn á. Bà mèo béo, trên bàn sẽ có tạp chí mèo nè. Rồi cái gì, cái bim bim mới là cái túi đỏ đỏ là cái gì nhỉ?
chắc không bị gãi khi mèo béo leo lên đâu nhỉ. Ủa, bạn dỗm hay là, ý là nói bạn dỗm hay là chê con mèo mập quá mà kêu mèo leo lên là gãy cái bạn? Lố quá hả? À. Gấu yêu nhà, ủa tại sao lại gấu yêu nhà nhỉ? Ý là nó yêu, thà nên yêu thì yêu chăng chứ làm gì yêu nhà. Được nằm dài ở nhà là hạnh phúc nhất đời. Ok, đúng là một con mèo lười biếng. Ok, con gấu chứ con gấu lười biếng. Ok, bây giờ mình sẽ nhận hết phần tiền với phần kim cương trước khi mà tới với những hộp thường hộp cao cấp đồ gì ha. Chốt tầm mắt tên nè, đừng quên trượt xuống dưới cho Nhi một nút like và bấm vào nút đăng ký để xem những video mới nhất của Nhi nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành, have a nice day. Ok, bây giờ mình nhận xong tiền sao với kim cương rồi, mình sẽ nhận hộp thường test nhân phẩm rồi vậy ha. Thật ra là test nhân phẩm nhưng mà mình luôn biết là mình xui quá mọi người nên là nó cũng không bất ngờ lắm. Chỉ hơi buồn thôi nha. Trời. Ê, có khi nào kiểu mình hay nhận mình xui cái là bữa nay game nó tức quá nó cho ngược lại không mọi người? Chứ cái hộp thường mà nó ra tận món luxury, cái bếp Garoy này hình như mình chưa có đúng không ta? À không, mình có một cái nhưng mà bếp là rất là cần luôn. Mùi vị xông khói rất quan trọng trong nấu nướng. Wow. Hộp thường đầu tiên là thấy khấm khá rồi lắm đó nha. Nhưng mà hộp thường thứ hai thì sao? Không lẽ là hên 2 lần đúng không mọi người? Xui thì có thể xui 2 lần chứ hên thì thùng rác. Úi, không, cái thùng rác thỏ cưng này tuy là basic nhưng mà mình nhớ hình như nó bán bằng kim cương, hình như là 4 kim cương thì phải. Ui, xịn đấy. Wow, vậy là hai hộp thường liên tiếp nó hên luôn. Wow, amazing, good job em ơi, tuyệt vời quá. Bây giờ hộp cao cấp mà nó hên luôn thì tuyệt vời nè. Tỉnh khố nha. Ồ, cái bánh nước sốt rồi, thức ăn đầu tiên, cái thứ hai là khố cho coi nè. Bắt đầu tới cái sự xô lại trở lại đó. Thế là không xong rồi mọi người. Một cao cấp thứ hai. Ok, cái quần, cái quần mình có rồi. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì? Trời ơi, wow, áo VIP nha. Ui, lâu lắm rồi hình như mình nhớ, lâu lắm rồi mấy cái hộp này nó không có Diamond VIP mọi người à. Nhưng ra cái này hình như mình không biết là mình có chưa nên tại nó cũng không có hiện nêu. Nhưng mà cái áo này lạ quá à. Áo sơ mi xanh sắn tay nha. Wow, áo VIP nha mọi người. Để mình lát mình xem được là cái áo này nó bao nhiêu kim cương. Hộp sang trọng. Hồi nãy giờ có nội thất rồi, có áo rồi. Rồi bây giờ cũng không cần biết là ra cái gì nữa. Nói chung là đừng có bèn là được, đừng có khối là được nha. Khối VIP mà. Wow, khối băng tuyết. Wow, mình phải mừng chứ, nó ra khối hình VIP mà. Ok, chấp nhận được nè. Không, nhưng mà ra bồn lên mặt là hết mừng rồi nha. Cái bồn lên mặt chắc phải thích thứ cái thứ mười mấy rồi mọi người ơi. Oh, wow, hộp này nó úp đúp bồ ai cái khối luôn, tuyệt vời vậy. Hộp là sang trọng dữ chưa. Không tin được, bữa nay không tin được cái hộp sang trọng nha. Ok, để mình xem, khoan, để trước khi mình bắt đầu vô mở mấy cái gói đó thì mình để mình xem là cái áo nãy là nó VIP từ cỡ nào. Ở đây, áo này. Wow, trời ơi, wow, oh my god, áo này tới tận 86 kim cương mọi người. Trời ơi, ghê á. Ok, bây giờ mình sẽ cùng với mọi người mở mấy cái gói ở trong BB Box ra nha. Hồi nội thất được này cũng có phải, ui, cái bánh xi mèn này bự thế. Ồ, mình tưởng là cái đồ chơi mèo nào cũng nhỏ thôi. Ê, cái mùa này kiểu bạn nào mà cứ, cái này bự nè. À, cái này mắc trên tường hả? Ê, thực ra đứa nào mà kiểu mê mèo á là cái mùa này nó quá xuất sắc luôn á mọi người. Ê, nhưng mà cái chỗ này nhỏ quá sao bỏ bay. Tạm thời thôi nha, tạm thời là mình sắp xếp sao ha. Để cái giường, không biết cái giường này là phải giường cho mèo không. Ê, mình cất tạm mấy cái này đi được không? Cái giường này là giường cho mèo hay giường cho mình á? Nghi vấn là giường dành cho mình rồi, nó hơi bự bự á. Rồi cái thảm mèo nè. Rồi cái bàn mèo nè. Cái bàn mèo này lúc nãy hỏi gì? Có bị sập không hả? Mèo lên là có sập không hả? Ê, cái này nó hơi xúc phạm con mèo nha. Làm gì mình nặng tới cái độ vậy? Rồi con gấu. Ui con gấu. Con gấu nó rên hừ hừ lạnh kìa mọi người. Ok, nhưng mà con mèo mình đâu nhờ lôi một bé mèo đặt. Đấy, bé mèo béo. Mèo cưng. Mèo nó có béo lắm đâu. Nó cũng như mấy con mèo khác thôi mà. Mình sẽ đặt tên lại cho mèo nha. Mèo béo nó nghe nó hơi tội. Ok, mình sẽ đổi tên cho mèo béo lại thành là quạo xíu thôi. Là xíu chưa? Là xíu dữ chưa? Ok rồi mèo mèo, ủa mày lên chơi đi. Ông lẽ giờ mày không chơi tao chơi hả? Ủa alo, vậy là mèo dữ chưa? Ê kỳ quá nha, khoan nha, để tao mặc cái bộ đồ trùm cái trang của mày lên đã. Này thôi á. Là nó sẽ cho mình mặc quần với giày luôn, chứ nó không có tháo ra được, nó chỉ có một bộ thôi hả? Như tóc là tóc mặt cố định nha mọi người. Ôi eo ơi, tóc cố định nữa mới ghê chứ.
mình chỉ có lộ cái mặt ra thôi, nó còn không lộ cái tay ra. Có lộ cái tay ra nha. Trời ơi cưng quá. À mọi người ơi, mình còn cái phần tường mà. Cái phần tường ấy hay là cái phần nền gì đấy. Đây 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 nè. Đó. Ui vậy tường mèo béo. Màu nó hơi tối đúng không ta? Và cái mặt của mình, mặc dù là cái mặt của mình rất là dễ thương rồi, nhưng mà để mình đổi luôn cái mặt trong cái gói này là mặt mèo béo nha mọi người. Mặt thề luôn mà nó quạo không ai hơn luôn á mọi người. Sao mặt nó quạo dữ vậy? Mình thắc mắc á là cái trò chơi này nè, cái trò chơi cho mèo này nè. Ủa là mèo chơi mà, sao bây giờ thành mình chơi rồi mọi người? Thành mình chơi, mình là mèo hả? Này là trò chơi dành cho sen nha, không phải dành cho mèo nữa. Này thì mèo chơi được nè, nó nằm lên được. Ồ trời, mèo nó lên cái khay này nó nhỏ xíu vậy ha, nó biến nhỏ lại hả? Còn đây là giường ngủ của mình nha, đó. Mèo có giường ngủ của mèo, mình có giường ngủ của mình. À cái con gấu mùa này á là nó sẽ kiểu nằm trong chăn mà nó lạnh hay sao á, nó sẽ rên hừ hừ hừ. Mô hình con mèo béo á là nó sẽ quay trên đầu con gấu nha. Wow. Cái này là gì? Cái này là được chơi cho mèo. À, mình bấm vô là mèo sẽ chạy như thế này nha. Nhưng mà mặc dù giảm cân nhưng mà mặt nó hơi quạo. Không biết là cái con mèo này lúc mà nó lớn lên á, nó bự lên á, thì nó sẽ kiểu có béo ra không ta? Nó mập ra á, mình không biết nữa. Chắc là mình phải nuôi một thời gian để mình xem ha. Còn đây là cái bàn mèo thôi, nó cũng không có gì đặc biệt. Tại vì mình không có ghế nên là chắc là mình sẽ ngồi kiểu ngồi dưới sàn nhà á mọi người, ngồi như thế này nè. Đó, ngồi như thế này nè, đó á, ngồi hơi thấp nha. Ok, thì cái mùa mèo béo này nó rất là dễ thương. Kiểu là bạn nào mà đam mê mèo á thì chắc chắn là không thể bỏ qua cái gói này được. Riêng mình thì mình thấy nó cũng khá dễ thương. Nhưng mà mình thường thường thích những cái gói mùa V-Pass nào mà nó nhiều tính năng một xíu. Kiểu nó sẽ có nhiều những cái đồ vật mà cho nhiều tính năng hơn á. Nhưng mà dù sao thì cái mùa này nó cũng rất là đáng yêu. Nó sẽ là được bổ sung vào thêm bộ sưu tập gọi là giường ngủ, phòng ngủ, đồ ngủ các kiểu trong tòa nhà của mình. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Mai Nhi xem xí nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Mata ne.